đây á, anh chỉ là một cậu nhóc vô lo vô nghĩ thôi. Anh không sống quan tâm đến bất cứ điều gì hết. Nhưng mà cho đến khi gặp em cho anh bước qua mọi cung bậc cảm xúc. Em cho anh cái gọi là gia đình, em cho anh cái gọi là hạnh phúc. Và em cho anh biết được cái mục đích anh sống trên cuộc đời này là gì. Là để anh đến và bảo vệ hai mẹ con em. Đứng hình nãy giờ thì không nói được miếng nào mà cũng muốn khóc mà không khóc được. Bởi vì quá bất ngờ với Thủy, vì Thủy không bao giờ nghĩ là anh lại trân trọng em với con như vậy. Em không nghĩ là em sẽ bước tiếp nữa đâu. Tại vì em đã trải qua rất là nhiều những cái cung bậc trong cuộc sống cũng như là trong hôn nhân gia đình. Và em cũng biết là để đến tiếp một người thứ hai thì nó cũng rất là khó. Thời gian anh ở bên cạnh em với con, cho nên là em không có gì để mà không tiếp tục cuộc sống với anh và con. Anh xin phép em và con được cho anh bảo vệ em và con đến suốt quãng đời còn lại. Bảo vệ khỏi đi những giông tố, bảo vệ khỏi những đớn đau của cuộc đời này, thì là vợ anh nha.